Ăn là để nuôi dưỡng cơ thể, ăn là để chúng ta sống, làm việc, để chúng ta có một cái sức khỏe, chúng ta có một cái niềm vui vì chúng ta có sức khỏe. Và khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới giúp được những người khác. Khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới giúp được người khác. Và tất nhiên rồi, trong thực phẩm thì sẽ giúp cho chúng ta có cái não tốt hơn. Còn nếu chúng ta ăn thiên lệch là chúng ta không thành công. Bởi vì chúng ta bị suy nhược cơ thể do thiếu các dinh dưỡng, thiếu những cái chất vi tế trong thức ăn. Người Mỹ, người Nhật, người Hàn Quốc họ ăn uống, họ ăn cũng vừa phải thôi, nhưng họ dùng thêm những cái thực phẩm chức năng, đó là những cái không phải là thuốc mà nó là thức ăn, thực phẩm chức năng, nó có đầy đủ một số cái dưỡng chất mà trong thức ăn chúng ta không có. Thí dụ như là tảo của Nhật, nếu chúng ta sang Nhật mà mua tảo mà tảo nâu thì cực kỳ đắt tiền, đắt hơn vàng luôn đấy. Còn tảo xanh thì rất là rẻ, bình thường. Nhưng tảo nâu của Nhật cực kỳ đắt. Nếu ai sang Nhật rồi sẽ hiểu. Nó sẽ giúp cho chống ung thư. Nó sẽ giúp cho không tạo ra các khối u. Bởi vậy, chúng ta khi chúng ta không có tiền thì chúng ta phải luyện cái cảm xạ năng lượng này. Luyện các phương pháp luyện tập, những cái bài khí công, những cái bài thiền, ba bài của thầy, khí công có ba bài thì chúng ta không cần phải uống thuốc đi nữa. Chúng ta nhất trí chưa? Đó thì đấy là cái phương pháp, cũng là một phương pháp ăn mà ăn trong khi tập luyện và ăn bằng đỉnh đầu, lấy những cái tinh túy nhất của vũ trụ ăn bằng đỉnh đầu là trong sạch nhất. Bởi vậy sư phụ ăn rất ít, nhưng tại sao sư phụ làm rất nhiều? Một ngày 16 đến 17 tiếng là bắt đầu, lúc ý là bắt đầu nó báo mệt rồi đấy, mắt hoa lên rồi đấy. Ngày xưa sư phụ không phải đeo kính nha, vì ngày nay làm việc nhiều quá trên máy tính, trên điện thoại, làm suốt ngày, thành ra là lại phải đeo kính để nó chống những cái tia đó, cái tia mà nó vào mắt mình nó độc hại. Thì chính vì vậy mà mình phải cứ phải phòng thủ thôi, và phòng thủ thì chắc chắn sẽ không bị thất thủ, phải không quý vị? Tức là cái tài liệu mà thầy cung cấp cho bên bọn em ấy thì là rất là chuẩn chỉ, đọc câu nào thấm câu ấy, có nghĩa là mình tập theo đúng như thế là rất chuẩn xác, không có gì là sai cả. Thế và cũng nói thực sự với thầy là em khi bắt đầu tập được một hôm thì là bị Covid, Đúng rồi. thế mà thầy bảo sau 3 hôm thì là khỏi, đúng là 3 hôm sau khỏi tập luyện thầy ạ. Cái thai này bị bệnh gút khoảng hơn chục năm nay rồi. Thế thì cũng chỉ sau có mấy hôm là cũng là không đau chân nữa. Đầu tiên Đi là là anh kêu đau, anh bảo không tập nữa. đau. Tôi bảo anh cứ Đó. tập đi. Không tập được cái thầy ạ. Thế mà uống thuốc, cũng vẫn uống thuốc Tây, thầy xui đấy mà. Đấy, tôi nói Thế là anh cứ uống thuốc đi và tập. nhưng mà sau 3 hôm thì nó cũng khỏi. Thế mà cũng muốn thực sự với thầy rằng là mọi khi mà nếu em ăn hải sản vào ấy là em sau em bị luôn. Đúng rồi. Thế vừa rồi giữa chừng vừa rồi em nghỉ có một một ngày do công việc, đi công việc với đại gia đình và cũng ăn thoải mái hải sản, nhưng từ hôm đến nay không thấy đau nữa. Đấy, thế là chúc mừng, cả lớp vỗ tay Không thôi. thấy đau nữa thầy ạ. Quá Cho tuyệt nên vời. là nói thực sự với thầy rằng là sau khi trải nghiệm được giai đoạn đầu này ấy, thì em thấy rằng là cực kỳ giá trị. Mà cái vấn đề là bài tập luyện của thầy đã thông kinh mạch kinh lạc thầy ạ, Đúng rồi. thì em nghĩ rằng là sẽ cân bằng âm dương, sẽ là khỏe thôi. Vâng. Đến em cũng đã tự nhủ ngay từ khi đầu tiên ngồi nói chuyện, nghe thầy nói chuyện. Và thế hôm nay cũng là cái buổi kết thúc. Thế cho nên là chúng em trong cái lớp K42 buổi tối cũng là rất là chân thành cảm ơn thầy.
Và Cũng muốn là muốn hỏi thầy rằng là vậy là bọn em bây giờ luyện tập sau bao thời gian nữa thì có thể tiếp tục theo thầy cái đường dài hơn được. chúng ta cứ nhắn tin cho thầy rồi thầy chỉ đạo cho. Thầy Dạ sẽ vâng. kiểm tra năng lượng và kiểm tra cái hệ thống tâm linh đã tốt chưa. Chúng ta hãy nhớ rằng là cuộc sống nó không phải là đồng tiền, mà cuộc sống cũng không phải chỉ cho riêng mình, mà cuộc sống nó sẽ còn cho rất nhiều người khác nữa. Nếu như ai hiểu được vấn đề này thì chúng ta sẽ đạt được một sự thành công rất nhanh và chúng ta được sự bình an suốt cả một cuộc đời này. Và đến khi chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là cuộc sống thứ hai của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng cuộc sống ở cõi ta bà chúng ta đang sống là một sự thử thách. Cho nên, sự thử thách này chúng ta phải cố gắng mà vượt qua.